Vâng, chào anh em nha, chào anh em đã đến với kênh Bảo Tây Ninh nha. Trại của mình có một mớ gặp tư chuẩn bị lên nè anh em, 4-5 tháng rồi. Thế nào mà thấy cự mới đăng clip lên cho anh em coi thử. Cái gào anh em. À, lính bên mình đang cho ăn nha anh em. Lính bên mình đồ sáng dậy sớm lắm, cho thay nước cho gà là cho ăn nữa. Đó, gà bên em đó anh em. Tốp này chuẩn bị lên cho anh em nè. Tốp này mau lắm, sắp lên rồi. Còn bên đây nữa nè anh em. Đó. Đây một mớ rồi con. Gà nọc. Đây một con nọc nữa anh em. Rồi, tạm biệt anh em nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha anh em.